xa về ở đây. Vừa khuyên bà vì tôi biết lòng bà giờ đây vẫn còn dâng dương mối tình thơ mộng. Nhưng ai chúng ta phải chịu đau thương trong ai cuộc sống thì đừng bằng biểu làm chi cho hoài quê công lao từ bảy bao nay. Mình chờ mình đợi có tiếng có tư có chờ có đời, dù có buồn đau rồi cũng chia cách đôi đường. Tình hai người tìm lệ sao cùng rồi tôi sẽ ta đi dình chiến dù đắng cay đi một lần thôi. Nếu mai có còn gặp nhau tình anh thân nhau như hai người ta là rồi chúng ta mỗi người đi một ngã để giải cho